Điều gì nó tăng thêm khát vọng của chúng ta? Đó là chính là việc mà chúng ta phải đi giao lưu. Chúng ta đi đến những nơi thành công, giàu có, hạnh phúc, tử tế để chúng ta thấy rằng là chúng ta còn nhiều điều phải phấn đấu lắm. Mình chưa là cái gì. Mình còn rất nhiều cái cánh cửa phía đằng sau cần phải mở tiếp ra. Thì khát vọng đi tiếp nó lại xuất hiện. Nhưng nếu em nghĩ là em nhất xóm, nhất làng rồi, có nghĩa là em đi vào ngõ cụt thì em không còn khao khát bước tiếp nữa. Cho nên cái học cái gì để đánh thức khát vọng thì không có học cái gì được cả. Nó chỉ là trải nghiệm thôi. Và tất nhiên nếu em càng đi đến những cái chỗ mà thấp hơn em thì thậm chí khát vọng của em nó càng gì càng tụt xuống. Nhưng em phải đi đến những chỗ mà nó cao hơn em thì bỗng em nhận ra em chỉ là chú lùn thôi, thì khát vọng nó sẽ xuất hiện. Burani Kiên: Thưa thầy, làm sao để đánh thức khát vọng trong con người mình ạ? Em xin cảm ơn và kính chúc thầy buổi tối an lạc ạ. Vâng, thưa, tôi có đọc một cuốn sách là Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của anh Adam Khu. Thì anh có viết là ngay thời sinh viên anh đã kiếm được 1 triệu đô. Sau khi tốt nghiệp anh kiếm được 1 triệu đô và anh ấy được gọi là triệu phú. Tất nhiên là anh có hơn 1 triệu đô một tí thôi. Thế sau đó thì anh vào câu lạc bộ triệu đô và anh cứ cảm thấy nó full happy lắm. Nhưng mà rất đen là khi đến đó hỏi những người xung quanh thì những người xung quanh toàn có 999 triệu đô thôi, chưa được tỷ thôi, nhưng mà 999 triệu hoặc vài trăm triệu đô. Còn ông này never là có triệu đô nhưng cũng được vào câu lạc bộ triệu phú. Và bỗng nhiên cái khát vọng của anh nó lại được thổi phồng lên. Vậy thì cũng tương tự như vậy, sống trong đời sống thì điều gì nó tăng thêm khát vọng của chúng ta? Đó là chính là việc mà chúng ta phải đi giao lưu. Chúng ta đi đến những nơi thành công, giàu có, hạnh phúc, tử tế để chúng ta thấy rằng là chúng ta còn nhiều điều phải phấn đấu lắm. Mình chưa là cái gì. Mình còn rất nhiều cái cánh cửa phía đằng sau cần phải mở tiếp ra. Thì khát vọng đi tiếp nó lại xuất hiện. Nhưng nếu em nghĩ là em nhất xóm nhất làng rồi, có nghĩa là em đi vào ngõ cụt thì em không còn khao khát bước tiếp nữa. Cho nên cái học cái gì để đánh thức khát vọng thì không có học cái gì được cả. Nó chỉ là trải nghiệm thôi. Và tất nhiên nếu em càng đi đến những cái chỗ mà thấp hơn em thì thậm chí khát vọng của em nó càng gì càng tụt xuống. Nhưng em phải đi đến những chỗ mà nó cao hơn em thì bỗng em nhận ra em chỉ là chú lùn thôi, thì khát vọng nó sẽ xuất hiện. Ở đây có đủ loại khát vọng: khát vọng về vật chất, khát vọng cảm xúc, khát vọng sinh mạng, khát vọng trí tuệ, khát vọng nghiệp lực, thậm chí khát vọng thành Phật, khát vọng trong tâm không. Và tất nhiên nếu con người ta cứ chạy hoài theo những thứ hơn mình thì nó rất là mệt, nó mệt mỏi cho chính cuộc đời mình. Cho nên để rỉ nắc cái tâm trí của mình, nó gọi là massage não, chính là việc mà chúng ta phải đến những nơi gì nghèo khó hơn mình, khổ sở hơn mình, để thấy mình còn hạnh phúc. Nó gọi là chiếu nghỉ ở cầu thang đấy, để vui vẻ một tí. Không, tức là vừa đi vừa nghỉ một chút thì vẫn được. Nhưng nếu mà ngồi im ở chiếu nghỉ cầu thang không bước đi nữa thì ngu quá. Cứ ở chiếu nghỉ xong nhìn thấy mấy thằng nó đang ở dưới chân cầu thang, nó đang leo lên và mình ngồi im đấy mà mình không nhìn lên lùi trên kia, có bao nhiêu thằng đứng ở trên kia rồi, thì mình phí quá. Nhưng nếu mà mình gì ạ, chỉ nhìn lên bên trên và dồn dập hành quân để đuổi kịp nó, thậm chí đòi vượt nó, thì cuộc đời của mình bất hạnh quá, không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên nhìn lên bên trên, trải nghiệm chính là việc nhìn lên những người hơn mình để mình còn động lực phấn đấu, khát vọng để phát triển bản thân. Nhìn xuống những người dưới mình để cũng an yên nghỉ ngơi, không đến mức độ vội lắm. Đó là cái cách mà bước đi trên dòng đời.
Ví dụ tôi cũng vẫn phải nhìn anh Phạm Nhật Vượng, tôi vẫn phải nhìn hình ảnh Đức Phật đi chia sẻ kinh mỗi ngày, xem cái bộ phim 50 năm tập phim Buddha đấy, 49 năm Đức Phật đi bộ để đi thuyết pháp, vẫn phải nhìn vào đó để thấy rằng mình còn phải phấn đấu nhiều lắm. Mình chưa là cái gì trong cuộc đời này cả, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn xuống một số bác còn khổ lắm để thấy rằng Tuấn ơi, mày cũng ổn đấy. Tức là tự động viên mình tí cho nó phấn khởi ấy. Nhưng mà thỉnh thoảng lại đi gặp các đại đức ở chùa để thấy rằng mày vẫn còn sôi thịt lắm Tuấn ơi, mày còn phải phấn đấu nhiều lắm. Ví dụ như vậy, để tăng thêm khát vọng. Vậy thì quá trình chúng ta cần phải đi trải nghiệm để làm mới mình. Từ đó làm mới chính cái gì ạ? Làm mới chính cái tâm trí của mình, để giúp cho mình tiếp tục khao khát thay đổi bản thân mình. Rồi cảm ơn Morani Kiên. Và giải pháp chính là gì ạ? Trải nghiệm. Trải nghiệm. Trải nghiệm những thứ hơn mình, để mở rộng cái tầm trí tuệ của mình ra, khao khát của mình ra. Nhưng trải nghiệm những thứ hẹp hòi hơn mình, khó khăn hơn mình, để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc. Như vậy chúng ta có nguồn để sống, chúng ta có đích để đến. Rồi cảm ơn Morani Kiên. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.